Em xin giới thiệu đến các bác một cái món đồ, đó là một cái đĩa vẽ bướm đồ Khang Hy. Nó là những dòng đồ đầu tiên và xuất phát của triều đại nhà Thanh, mà đặc biệt là vua thời Khang Hy. Thời vua thời Khang Hy là một trong những dòng đồ mà cai trị lâu nhất trong các dòng đồ dòng trong trong các đời vua của triều đại nhà Thanh. Và cái hiệu đặc biệt của thời vua Khang Hy đó là những cái vòng xanh như thế này, đó là ký hiệu đặc biệt. Và những cái ký hiệu này nó là một cái nét riêng của ông vua Khang Hy. Và hai con cá dính đôi với nhau tượng trưng cho sự ấm no và no đủ tài lộc. Làm cái thay vì người ta viết chữ, người ta vẽ ký hiệu cái con cá, ký hiệu cái con cá qua cái trên trên giống như là một cái con dấu, đánh dấu cái nét riêng của triều đại thời Khang Hy. Và con bướm này đã được người xưa người ta bọc đồng và những lên cái tem đồng xanh như thế này đó, lên tem đồng xanh như thế này đó, là rất là lâu rồi, rất là lâu đời rồi. Và qua thời gian nó có những cái vết rạn đây đó, đồ rất là cao tuổi. Và những cái dòng đồ như thế này thì rất là hiếm trên thị trường đó. Nó là những dòng đồ mà được những cái người thợ của triều đại thời vua Khang Hy đặt và thổi hồn vào những cái đĩa như thế này. Nó mang lại một cái ý nghĩa rất là sâu sắc và có niên đại. Tính đến thời điểm hiện nay thì niên đại thời Khang Hy nó được 300 mấy đến 400 năm, rất là cao tuổi rồi. Đường kính của nó là được 15 phân, là 15 cm đó, nó rất là già tuổi. Và cái cách nhận biết của triều đại thời riêng của triều đại nhà Minh và triều đại thời Khang Hy thì nó cái chôn này, cái chôn nó cách nó không phải giống như cái đồ tàu Huế. Đồ tàu Huế là cái chôn cách nó gọn gàng mà nó bằng phẳng, còn chôn của đồ tàu á, cái vành chôn của đồ tàu như thế này, nó tròn mà nó có hình bầu dục mà nó uốn cong như thế này, uốn cong đó. Các bác cứ nhìn thấy xem. Đặc biệt của đồ tàu là mọi quốc gia đều chơi được và nó có giá trị trên toàn thế giới luôn. Thì những anh em nào mà có nhu cầu sưu tầm thì cái alo em, số điện thoại 0387 513 887. Mọi món đồ em bán ra trên thị trường đều chuẩn cổ và luôn luôn có một cái bản hợp đồng, là bản viết cam kết trên giấy tờ và có ký tên mình vào trong đó. Từng món sản phẩm, từng món đồ mình bán ra đều cam kết và chịu trách nhiệm trước cái lời nói, và mọi cái được đánh giá trên thị trường và trên các nơi, trên cổ vật ở khắp nơi, trên từ trong nước cho đến lẫn quốc tế đó. Thì các bác nào mà có sưu tầm thì cứ alo cho em, vì đồ cổ thực sự là hiện nay cái giới trào lưu trên thị trường, những giới nhà giàu hoặc là những nhà tài phiệt người ta đổ vào trong đồ cổ hết. Bởi vì thứ nhất, đồ cổ là mang lại một cái lợi nhuận nó rất là cao so với tầng lớp trong xã hội. Vì em bán ra trên thị trường cho các bác thì các bác bán ra những người cao cấp hơn, những người có điều kiện hơn, thì họ mua sẽ mua những cái giá nó rất là cao, nó còn cao hơn cả đầu tư cả chứng khoán và cả đầu tư vàng hoặc là đô la các kiểu đó. Các bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em qua số điện thoại này, thì mọi thông tin chi tiết thì em luôn giải đáp thắc mắc cho các bác.